của Hoàng. Trong cái kênh này thì Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người những cơ bản nhất trong boxing. Trong video hôm nay thì Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người 6 cái đòn nắm cơ bản trong boxing. Nếu mà đầu tiên thì các bạn nên tập tư thế vòng cổ. Tư thế vòng cổ thì nếu mà các bạn tay phải thì các bạn nên đứng chân trái lên trước. Tư thế như này là tư thế thuận. Tư thế thuận thì các bạn nắm tay phải nó sẽ lực hơn và nó sẽ thuận lợi hơn. Còn nếu như mà các bạn thuận tay trái thì các bạn nên đưa chân phải lên, đứng tư thế này. Tư thế này là tư thế nghịch, trong tiếng Anh gọi là southpaw. Đó, các võ sĩ mà có tư thế nghịch như thế này á, rất là hiếm và rất là lợi thế. Vậy nên nếu mà các bạn thuận tay trái thì tận dụng nha. Ok, tiếp theo thì các bạn tư thế phòng thủ đây. Đầu tiên thì để đấm 6 đòn cơ bản thì các bạn nên tư thế phòng thủ, các bạn để ý chân các bạn không được đứng thẳng như thế này. Chân các bạn nên hơi vuông góc và chồm xuống để mình chủ đòn. Đây, tư thế phòng thủ đầu tiên thì sẽ là 2 đòn thẳng, đòn thẳng tay trái. Đòn thẳng tay trái thì các bạn từ đây các bạn đấm ra, đi ra một đường thẳng, tay trái đấm ra thì tay phải có nhiệm vụ nằm đây để che chắn phòng thủ, đúng không? Đó, mình tập đấm ra rút về, đấm ra rút về, và cái hông của bạn cũng phải phối hợp theo. Đó, đấm ra rút về. Đây là các bước đầu tiên các bạn cần nắm rõ, và sau đó sẽ có những bước nâng cao và sẽ làm những bước tiếp theo cho mọi người dễ hình dung. Đầu tiên nên chỉ cần tập để mình nắm ra, thẳng ra, rút về, thẳng ra, rút về. Nếu mà bạn có gương thì bạn có thể đứng trước gương và làm cái động tác này liên tục. Và các bạn để ý nè, cái vai của mình không được quá gồng, đó, gồng vai. Rồi. Đó, sau khi các bạn làm quen với đòn thẳng tay trái thì tiếp theo đó các bạn sẽ làm quen với lại đòn tay phải. Tay phải các bạn từ đây đi một đường thẳng ra và kèm theo chân hông vai mình sẽ đi theo, rút về. Đó, tay phải đấm ra thì tay trái có nhiệm vụ sẽ phòng thủ, mắt nhìn theo cái tay đấm của mình và rút về, đấm ra. Các bạn nên thực hiện đi thực hiện lại rất là nhiều lần để cho mình não mình ghi nhớ động tác nha. Rồi tiếp theo mình sẽ kết hợp 2 đòn thẳng. Đó, 1, 2. Đó, các bạn nên thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, tại vì những cái gì mình chưa làm thì mình nên làm để cho não mình ghi nhớ, sau đó thì các bạn sẽ làm nó dễ dàng hơn. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người 2 đòn vòng. 2 đòn vòng tiếng Anh gọi là hook, left hook và right hook. Khi mà bạn đánh đòn vòng bên trái á, thì hông bên trái, vai bên trái các bạn đồng thời đi theo. Tùy theo trường hợp các bạn có thể xoay mũi chân đấm ra. Ban đầu cơ bản các bạn nên thực hiện mũi chân hông vai xoay cùng một lúc. Đó, đi một đường vòng. Các bạn có thể để đòn nắm đấm ngang như thế này, đó, hoặc là các bạn đấm dọc như thế này đều được. Đó, chân hông vai và tay sẽ đi cùng một lúc, và để không bập 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 bập. Rồi, sau đó tiếp theo sẽ là đòn right hook, đòn vòng tay phải. Vòng tay phải cũng giống như là đòn nắm thẳng, khi mà đấm các bạn cũng kết hợp từ mũi chân, hông, vai các bạn đi ra và mắt mình tập trung về phía trước. Một tay đấm ra thì một tay phòng thủ. Đây là đòn vòng, rút về, ra, rút về. Các bạn đấm ngang đây. Đây là dành cho những cú đấm gần, và đây thì mình sẽ đấm xa. Đó, tay chân hông sẽ kết hợp xoay và phát lực ở cùng lúc luôn. Kỹ thuật cơ bản thì mình luôn nhắc các bạn là nên thực hiện lại để cho cơ não mình nó quen, nó ghi nhớ lại. Rồi tiếp theo thì sẽ là hai đoạn móc tay trái, móc tay phải, tiếng Anh gọi là uppercut, left uppercut, right uppercut. Khi mà mình muốn đóng cái đòn uppercut, đòn móc tay trái thì các bạn nghiêng người qua bên trái và cái hông của mình này, phát lực ra, đây, phát lực ra, pump, 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 pump. Đó, khi mà mình đấm á, thì một tay phòng thủ và một tay xuất phát đòn, pump, pump. Khi đấm ra xong thì mình sẽ kéo tay về đây để tiến tới phòng thủ luôn, pump, 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 pump. Rồi, sau đó đoạn cuối cùng là đoạn móc tay phải. Móc tay phải thì các bạn vẫn nên dùng mũi chân ôm vai, lúc nào cũng thế. Khi bạn đấm tay phải muốn dài hơn, muốn mạnh hơn, phát hết lực thì mình sẽ xoay hết cả hông, cả thân bên phía tay phải, móc ra, móc, 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 móc. Rồi, mình đã hướng dẫn 6 đòn đấm cơ bản và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người kết hợp các bước di chuyển giống như những video trước thì mình đã làm. Cái video các bạn hướng dẫn các bạn các bước di chuyển đúng không? Bây giờ mình sẽ kết hợp 6 cái đòn đấm với lại kèm theo kết hợp các bước di chuyển luôn. Đầu tiên thì các bạn sẽ kết hợp với lại đòn chát, đó, bóp, 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 bước lên này. Khi các bạn bước lên đó, các bạn đấm đó, tay đấm và chân kèm theo bước này, 1, 2, 1, 1, bóp, 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 bóp. Bây giờ sẽ hai đòn, bóp, 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 bóp. Rồi, hai đoạn 2, 3, đó. Khi bạn đi đó, nhớ cái chân của mình luôn giữ khoảng cách đó, sẽ 45 độ và bằng vai không, thấp đầu gối thấp như thế này. Rồi, đầu xúc cũng vậy. Khi mà các bạn nắm rõ được 6 đòn rồi thì các bạn có thể kết hợp tất cả các đòn đấm, vòng trái, móc phải, vòng phải, móc trái, vòng 1, 2, 3, 4, 5, bam bam bam. Tư thế các bạn chủ động nha, phòng thủ, đó, di chuyển, bum 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 bum. Ok, hôm nay mình đã làm xong một cái video hướng dẫn các bạn 6 cái đòn đấm cơ bản kết hợp với lại di chuyển và kết hợp các đòn đó. Các bạn có thể theo dõi và tập luyện cùng video này với Hoàng nha. Nếu mà có thắc mắc gì có thể comment vào video, mình sẽ chia sẻ comment lại để giải thích cho các bạn và làm những video mới hơn để hỗ trợ các bạn tập luyện tại nhà để nắm rõ được kỹ thuật cơ bản trong boxing. Các bạn có thể tự tập và chỉnh kỹ thuật nha. Hy vọng mọi người sẽ follow kênh để ủng hộ kênh mới của Hoàng và hẹn gặp mọi người ở một video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.